tiếp tục hành trình anh em ơi. Mới đi được 1/3 chặng đường. Còn 8 km nữa. Ở đây thì mát rồi. Ok. Mát. Quê hương Ninh Bình thì chỉ có non nước hữu tình này thôi. Núi đá cao chọc trời. À, bố đang phát trực tiếp này. Khi nào ơi em về hôm cuối tháng rồi. Tú không làm việc không đi địa bàn à? Dạ, Ninh Bình em đang đi ra Tràng An anh ơi. Em ra đây tầm nửa tháng em lại vào, có gì anh em mình gặp nhá anh chào ơi. Sóng này, gió này. Thường mà họ cũng đi đông vậy cô nhỉ? Chắc ngày lễ mà cuối tuần họ không đi đông. Sống luôn. Chào ba người đang xem nha. Ê. À, chú về đang về ngoài quê Ninh Bình. Cố gắng học nha con. Sắp khám tuyển rồi đó. Chào chị vui nha. Con xem ở chó huyện đội á, nắm ở chó huyện đội á, nó sẽ báo về trường á. À, bố đang nói phát trực tiếp. Hôm nay thứ ba mà cũng rất là đông. Đây. Hello. Cái gì con? Là cái này hả? À? Nước chảy.
Đây, cả nhà em đây. Alo. Kế ba. Chị về đâu chị vui? Em về Ninh Bình. Ba ra. Rồi, tan chưa? Mới lên ai? Chị Nga hả? Rồi, rồi. Rớt dạ, hết chạy nhau rồi. Tay đi đồng lắm anh em ạ. Tay đi rất nhiều. Nói mũ lên con, nói mũ, mũ, mũ lên không nào nhé. Rồi, được rồi nha, bà nha. Bye bye bà. Nói đi, bye bye bà. À, chào em nha, Nhật. Bà này làm đâu rồi? Rồi. Tắt nha. Anh chuyển về Bình Châu rồi. Khiếp, đây nhìn nhìn thấy rong rêu luôn đấy. Cá cá bơi luôn ạ. Ừ. Anh ba ơi, em về quê rồi. Đúng không? Anh Nguyên thích ăn thịt dê hay là cơm cháy đấy? Anh Nguyên. Hết nắng rồi. Mang nón vào. Không về. Về là hôm qua bác Xuân bác về với anh Bình là gặp nhau ở nhà em rồi anh ba ơi. Đây nhà em đây. Điện thì Hồng Nhung hello cô Huệ này. Lính à? Anh Nguyên hôm trước tiếp chị em phụ nữ chắc mệt nhỉ? Sao? Ngồi yên con nào? Ồ, bạn Hưng không lo làm việc đi. Rồi mày nữa, mày nữa em vào Vũng Tàu thì có thể em sắp xếp lên Bình Phước anh ơi. Rồi anh Nguyên thì nhắc anh Nguyên rồi, chị em phụ nữ thì trong bàn tay anh Nguyên thôi. Mình về Vương ơi, hôm nào qua mình chơi. Mẹ chào à con. Mẹ chào à. Thằng Hưng vào nhảy xuống bơi đi bạn. Chào làm gì. Mình về tầm nửa tháng bạn. Ê, Tây. Tây mua thuyền sao. Ý, mấy anh Tây đang đua thuyền các bạn ạ. À. 600k lượt xem rồi anh Nguyên ơi. Anh về quê ngoài, anh ngoài Ninh Bình ấy nhân. Ừ, đúng rồi. Cố lên, cố lên. Ui, nhắc cô rồi.
Nga đẹp chưa? Ừ. Đẹp chưa? Cái này mà. À. Ui giời, nghe đeo đồng hồ cho bố luôn cả. Cái tay này mà nó đây. Cái này hả? Cái này bố đang quay mà. Thôi chào anh em nha, tôi tiếp tục hành trình về nguồn của tôi đây.